Nó thiệt chứ em á, tập gym bên đây sướng mà mình tăng nhiều. Bởi vì anh thích qua đây tập, mỗi lần tập đây là anh hiệu quả bằng 3 ngày tập bên mình tăng. Cơ bắp người ta mẹ cứ cương là nhu, lúc xìu lúc cứng, lúc xìu lúc cứng. Mà bữa hoài tập con buổi mà chơi chừng 10 nháy ai chịu nổi. Thí dụ tụi em tập thiệt á, là cơ tụi em nó cứng nhắc, rồi nó như cái súng vậy đó. Nó ao lần xong là khỏe. Con này mẹ nó không cho ao. Nó cứ cúc cứng, xìu, cứng, xìu, cứng, xìu. Xong cái tập sụi luôn. Cơ lốc thực hành, thiết thực, cụ thể, trực tuyến, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym triệu đô, đẳng cấp 5 sao, gym chúa Duy Nguyễn, THOL. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, phụ kiện đẳng cấp THOL, bán đã hết hàng rồi, giờ còn có hàng này thôi à. Thằng nào la anh Duy Nguyễn BD lóc nha. Đôi khi mình cần phải xài màu hường cá tính cho nó cân bằng là cái độ nam tính quá men của mình. Bà nội đi. Hình như nó dành cho phụ nữ hay sao thôi. Thấy mẹ rồi cái tay là chẳng có vậy. Nó căng quá mấy em. Bà nội đỡ nó lấy lộn bao tay cho phụ nữ rồi. À mà đeo vô nó vừa thiệt mấy em. Bởi vì trên đời có nguyên tắc cái gì chọt vô khó mà khi chọt được nó rất là sướng. Thấy anh gì mẹn chưa? Yes. Thấy anh gì mẹn chưa nè. Anh nói thiệt chứ mày trong game mắc cười lắm. Mấy có thằng thì mua phụ kiện nó không có tiền mua. Mà cái tiền thuốc trị xương như cũng có đó. Nó banh cái này nè ông thần. Banh cái này banh luôn cái này nè. Phòng tập đẳng cấp cần có những con người đẳng cấp. Những con người đẳng cấp là gì? Họ tập hết mình trong phòng gym. Corona kệ bà. Mệt kệ. Vô phòng gym là cháy bằng cả ngọn lửa. Nha. Mặc dù anh già rồi nhưng mà vô phòng gym anh rất là tin. Đó là hai chữ đẳng cấp. Yes. Giới thiệu với em thằng này trai miền Tây. Tên nó là Đạt. Nó làm ở đây cũng lâu rồi đó. Nó có dạy thêm giờ đi khách nữa nha mấy em. Nó dịch vụ đó thì mấy em cứ liên hệ riêng nó đi. Để liên hệ anh. Lên đây. Rồi, lên lộn rồi. Em mà giật lên, em lật ngược tạ lên. Đây, lật ngược tạ chút á, lật ngược tạ lên mà kiểu deadlift á. Mày lên cái kiểu này thì hơi căng căng. Không sao. Thấy sai sau đó để sau lên má. Kéo thẳng vô. Đúng là má miền Tây nó mình nói chuyện mà đàng hoàng nó là chất phát. Mà nói chuyện trung trung mà nó là khờ. Mà nói câu nặng nó là ngu lắm em. Rồi vô. Hài thôi nha mấy em đừng buồn nhé. Thôi. Đậu đang tập tạ nha. Rờ đi má. Hàng trưng bày cấm đụng vô. Buồn đúng hoài. Người ta thấy trai đẹp tươm tớp không bỏ. Lên. Ôi giời. Lần đầu tiên mở lên xong. Lên 50, 100kg trên vai người quân tử không nặng bằng 7 tỷ để mua xe. Anh nói nhỏ cho em nghe, đừng kể ai nghe nha. Cặp vú của anh rất là tự tin. Anh đi massage mà anh cởi đồ đằng cái á. Mấy con nhỏ massage nó nói thiệt á, nó 3.000, 4.000, 5.000 gì đó. Không bằng được anh. Cái đó là cái giá trị gym nó mang lại cho đàn ông một cái cặp ngực vĩ đại mà đàn bà phải ghen tị. 60 em mới dám mua tiếp 50 em. Thiệt mà. Chứ em giỡn hoài. Mình phải đẩy nặng thôi mà mới dám mua tiếp chứ. Tiếp là giỡn thôi. Ba.
đang diễn mày là bây giờ làm viêm phổi cực lắm, mỗi lần chuyển động là cái như xếp máy rồi xếp đèn này nọ, mình ngồi rất đói hết cả bụng vẫn phải cố quay, nên ra chất lượng nó bằng 1/3 lần buổi tập thiệt, thật sự luôn, khổ lắm em. Người ta nói là sinh nghề tử nghiệp, này không tử nhưng mà nó đói mà nó nguội nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, 18, 19. Wow! Khoan. Lên 5kg cho nó đẹp đi em. Không cầm xa quá, không phá khớp. Cố gắng tập. Bài này trên nha mấy em. Cầm vừa vừa thôi, nó ăn nguyên cái ngực. Này không? Thấy cái máu không? Đây nè. Tôi cầm xíu. Chích cho ông xíu. Thêm 5kg nữa cho nó mềm nè. 5kg nữa, mỗi bên. Thêm cho boss nha. Cố lên. Hít thở sâu. Cố lên nào. Không. Rồi. Không, 1 2 3 4 5 mới làm 6. Trung tâm gym hoành tráng triệu đô, máy tập Mỹ 150 triệu, máy leverage đa dạng chất lượng cao, tạ PU cao cấp 100.000 trên ký, 7 máy tập Selectorize 80 triệu. Rực sáng một phương trời về đêm, trang phục tập luyện cao cấp, Zumba, Yoga, Belly Dance, nội thất vệ sinh xịn sò, thiết bị cardio siêu hiện đại, phi thực phẩm bổ sung, không gian sang trọng, giá chỉ từ 400.000 một tháng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.